Xin chào mọi người. Ngay bây giờ là 12:39 tối. Bạn có thể nói là 12:39 sáng. Vừa rồi như vậy, sau khi nó đạt được con giá 58.500 thì con giá kế tiếp, cái móc giá kế tiếp là 59.500. Cái móc giá 59.500 đã được chia sẻ cho thành viên nhóm của Tiền Academy Spot ít nhất là khoảng 5-10 cái video lận. Video mỗi ngày như vậy mình cập nhật tới 2-3 cái video tín hiệu của BTC lận. Thì riêng khoảng cỡ 5-10 cái video hơn nói nó sẽ đạt được con giá 59.500. Thì vừa rồi nó đã đạt được, nhưng không chỉ vậy, rõ ràng là một ngày hơn mình đã chụp một cái màn hình như vậy. Lúc nó đạt được cái con giá 58.500 và mình đăng lên trên mạng xã hội, mình đăng lên trên nền tảng cái mặt, mình đăng lên trên nền tảng Twitter X, mình đăng lên nền tảng gì nữa ta, TikTok, mình còn làm một cái video cho bạn mà, đúng không? Bạn quay lại một ngày trước đăng trên 4 nền tảng cùng một lúc như vậy thì không có một sự giả mạo đây. Còn riêng cái đó là cái tín hiệu mình chia sẻ. Và mỗi ngày như vậy mình phải chứng tỏ mà chứng tỏ tới mệt luôn tín hiệu. Và mình sẽ không chứng tỏ nữa nha, mình không rảnh để làm những vấn đề đó. Bạn muốn có được tự do tài chính, bạn muốn thắng cuộc chơi, bạn muốn biết chuẩn bị tới đây là BTC nó lên như thế nào, nó sẽ cắn con nào, hoặc nó sập tới cái vùng nào, vân vân. Nó chống trên, nó sập xuống thì nó nằm trên con giá nào thì nó tiếp tục leo thang, và nó sập dưới cái con giá đó thì nó đã đi xuống dưới nhà vệ sinh, có nghĩa là giá sập, đúng không? Thì đó là thông tin mình chia sẻ cho bạn. Không phải chia sẻ cho bạn một tuần. Mình không phải chia sẻ cung cấp tín hiệu cho cộng đồng Việt Nam một tháng hay là một năm. Mình cung cấp cho bạn từ tháng 1 năm 2023, tháng 1 năm 2023, tháng 1 năm 2023 đến ngày hôm nay. Có nghĩa là 18-19 tháng. Và số nhiều đã được mở khóa chứ không phải là không. Mở khóa sau khi thành viên mình dùng nó xong, mình mở nó lên để bạn có thể xác thực tín hiệu, để bạn có thể lấy ra được những cái kiến thức của từ những cái video đó. Mình đã mở khóa rồi, mở khóa ở đâu? Mở khóa ở trên Tiền Academy YouTube. Mình nói chữ YouTube bởi vì mình nói đúng tên nó khóa tài khoản. Thì nó là vậy. Bởi vậy cái nền tảng này đã khóa 3 tài khoản của mình rồi. Thì nó là vậy. Nhưng để nói luôn là vừa rồi như vậy, một ngày trước mình có chụp một cái màn hình lại. Và trong cái màn hình đó nó có 3 con giá 58.500. 58.500 thì là đã cung cấp trước khi nó đụng được 58.500 cả tuần trời. Rồi sau khi 58.500 là con giá 59.500. Trong cái màn hình đó mình chụp, mình đẩy gửi mạng xã hội, bạn thấy mà, và rõ ràng bạn chỉ thấy con giá 59 thôi, không thấy được khúc đuôi đúng không? Bởi vì mình giấu một chút xíu. Nhưng chút nữa 12 giờ, 1 giờ sáng cho 1 giờ sáng mình sẽ có một cái phát trực tuyến, có thể là 1:15 đi, để mình có một sự chuẩn bị. Mình mới ra ngoài một chút xíu, mình muốn tắm rửa một chút xíu để trước khi mình nhảy lên. 1:15 mình sẽ nhảy lên một cái phát trực tuyến, mình sẽ cho bạn cái bằng chứng là mình đã chia sẻ cái con giá này rõ ràng là bao nhiêu ngày trước như vậy. Mình sẽ chứng tỏ cho bạn, ok? Bởi vì những cái video nó đã đăng rồi, nó đã đăng lên trên nền tảng YouTube và gửi cho bao nhiêu trăm thành viên bao nhiêu ngày vừa rồi. Một ngày như vậy, ba cái hôm nay, riêng hôm nay BTC gửi cho bạn ba cái tín hiệu như vậy. Nó sẽ cắn, nó sẽ râu ria lên tới cái giá 59.500. Thì vừa rồi đã đạt. Mới đạt thôi. Mình sẽ chứng tỏ cho bạn điều đó, đúng không? Và mỗi ngày như vậy mình phải chứng tỏ, bởi vì sao? Cái bạn sống trong một cái môi trường, bước ra ngoài đường gặp 10 thằng, đúng không? Tới 11 thằng nó muốn lừa bạn rồi. Bởi vì bạn sống trong cái môi trường như vậy, bởi vì vậy bạn nghĩ ai cũng đồ giả mạo, đúng không? Nhưng ở đây mình đâu có cần mình tin bạn đâu, tin mình đâu, và tin bất cứ một người nào đâu. Tin cái tín hiệu, bởi vì nó nằm trước mắt của bạn rồi. Một ngày trước đã đăng, vừa rồi nó mới chạm. Và mình sẽ rõ ràng là mình vô trong Tiền Academy YouTube, đúng không? Mình vô trong cái studio của mình, đúng không? Trong cái bên trong, mình mở ra
và ấn cái nút chơi như vậy và nó nói là ô sẽ đạt được con này. Lúc cái con giá chưa đụng được con giá 58.500, chưa đụng được con giá 59.500, mình nói xác suất là vẫn đụng sẽ đụng được con giá 58.500, sau đó cắn con giá 59.500 đã được chia sẻ. Mà gọi là cái đó là vừa rồi thôi. Tín hiệu đã được cung cấp cho bạn 18-19 tháng và nó đã mở khóa rồi, bạn có thể quay lại để xác thực bất cứ một cái video nào mà. Ở đây mình nói là nếu bạn là những người mua bán, đúng không? Chơi lệnh long, chơi lệnh short, ok, chơi spot, đầu tư dài hạn hay là dính dáng vào tiền điện tử, thì 1 tỷ% bạn cần cái tín hiệu của bên mình. Chứ không phải là 100%, 1000%, 1 tỷ%. Những cái thắc mắc mà bạn gãi cái đầu não của bạn để bạn vô được lệnh long, lệnh short, bạn không biết là chuẩn bị tới đây nó lên hay là xuống, thì bên mình đã figure out hết rồi. Ở đây mình bỏ 4.5 năm trời, 5 năm trời, một ngày 10 mấy tiếng vô trong cái lĩnh vực này. Bạn khỏi phải làm những cái thứ thế. Bạn coi mình cũng giống như là một cái xẻng để đào cái kho vàng đó đi. Thì nó là vậy. Nhưng vẫn người vẫn gọi là cũng cố gắng che cái con mắt lại để không thấy được sự thật, hay là bịt cái lỗ tai lại để không thấy được thông tin. Bởi vì mỗi ngày như vậy mình đẩy ra mạng xã hội 5-10-20 cái video lần, chứ đâu phải là 1-2 cái video đâu. 4.5 năm, 5 năm trời cho vội ngày 1-2 nằm trên tiền Academy YouTube, thì cứ cố gắng đi, ok, cố gắng. Không cần tham gia nền tảng, cũng không cần theo dõi mình. Chừng nào bạn phá sản, bạn tìm mình cũng không muộn. Nhưng mà lúc đó thời gian của mình quá quý, một giờ của mình đã tới 5.000-10.000 USDT lận, thì làm sao mà bạn có thể va chạm với mình được? Thì thiệt sự nó là vậy, ok. Nếu mình không quý thời gian của mình thì ai sẽ quý thời gian của mình? Thì nó là vậy. Rõ ràng tiền bạc không phải là cái quý nhất, nhưng mà cái thời gian mới là quý. Mình vẫn còn đem cái thời gian của mình đi bán cho bạn, để bạn mình còn tư vấn cho bạn. Có nghĩa là mình đang làm từ thiện đó. Mình hơi phách lối đúng không? Thì nó là vậy nha. Rõ ràng bạn không cần ưa mình hay là thích mình hay là những cái thứ vớ vẩn như vậy. Mình không có thích, mình không có quan trọng bạn ưa mình, thích mình hay là ghét mình hay là gì đó. Mình không quan trọng. Ở đây mình chỉ quan trọng một cái thôi, là cái tín hiệu mình cung cấp cho bạn, nó giúp bạn chốt đơn, nó nhân cái tài khoản bạn lên để bạn có được tự do tài chính trong những cái tháng và những cái năm tới đây. Vậy thôi, chấm hết. Thì nó là vậy. Mình không muốn trở thành người nổi tiếng hay là cái này cái nọ, kêu mình ông thầy bà cô, không có, mình không cần. Mình chỉ quan trọng là bạn nhận được tín hiệu chuẩn để bạn chốt đơn. Thôi, mình sẽ xin phép chấm dứt cái video này, bởi vì mình phí thời gian để khuyết phục bạn. Và 18-19 tháng mình đã nói về cái vấn đề coi cái video 16 phút, bỏ thời gian ra xác thực tín hiệu. Còn về muốn xác thực cái tín hiệu vừa rồi nó bay lên 59.500 đúng không? Nhảy lên tiền Academy YouTube 1 giờ 30 phút đi. Để mình tắm gọi là 15 phút rồi mình có chút xíu thời gian để chuẩn bị. 1 giờ 30 phút sáng. Rõ ràng ở trong cái thị trường này không có thằng cu nào ở trong cái thị trường này mà làm phát trực tuyến 1 giờ 30 phút sáng hết. Mình là một người khùng, mình là một người điên, mình là một người đam mê trong cái thị trường này. Và mình đã cung cấp cho bạn cả chiều cái video và chứng tỏ cho bạn gọi là mỗi ngày như vậy, ok. Vừa rồi như vậy bạn biết là vừa rồi nó sập như vậy á, cái chống lưng mình chia sẻ cho bạn là 55.300, mình nói chống được là nó sẽ tiếp tục leo thang. Vừa rồi nó rớt như vậy, nó rớt đúng con giá 55.500 thôi, nó không đụng được con giá 53.300. Và cái chống lưng đó mình chia sẻ cho bạn cả tuần trước khi nó sập như vậy, và mình đã làm một cái video chứng tỏ điều đó, nằm ở trên tiền Academy YouTube và nằm trên tất cả những nền tảng. Có phải là chứng tỏ mỗi ngày như vậy là cái tín hiệu mình nó chuẩn hay không? Nói chung, để mình diễn tả một cái bức tranh vừa rồi mình đăng cho bạn và sau đó mình xin chấm dứt. Một cái thằng nó với vợn ở trước mặt nó là một cái bức tường, đúng không? Và nó cố gắng đu lên trên cái bức tường này để nó nhìn qua bên kia. Nó nhìn qua trên cái gọi là cái bức tường nó nằm ở trên nhà, nó đu này, cố gắng nhìn qua cái bức tường bên kia. Nhưng mà ngay ở dưới chân của nó là bao nhiêu cái thang nó có thể giật cái thang đó lên để nó bò lên, để nó qua được cái tường bên kia. Để bạn có được tự do tài chính, nhưng mà chủ yếu cái thang đó bạn có dùng hay không, hay là bạn cứ với đu lên cho bức tường như vậy, đu đỉnh trong cái thị trường này. Thì bạn cũng giống như vậy. Nếu bạn chưa đăng ký tín hiệu thì bạn cũng giống như vậy. Mình là cái bậc thang để bạn sử dụng, để có được tự do tài chính, để nhân cái tài khoản của bạn lên. Bạn có biết hay không?
nó quý như thế nào. Và ở đây mình không nói dốc, mình không rảnh đâu để làm những cái trò rác rưởi mà bạn suy nghĩ hồi đó đến giờ bạn va chạm với những cái con người hồi đó đến giờ bạn va chạm. Thì nó là vậy.